Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với channel của Thiết bị Thí nghiệm, công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết bị Khoa Khang Kiên. Hôm nay công ty chúng tôi xin phép được giới thiệu đến quý vị và các bạn cái máy đo độ ẩm gỗ và vật liệu xây dựng, tất cả các nhóm ngành của chúng ta, của hãng Esotech Đức, model là MC160SA. Sản phẩm này được nhập khẩu trực tiếp tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết bị Khoa Khang Kiên, là sản phẩm luôn có sẵn. Đây là sản phẩm chính của chúng ta, MC160 SA, đo lường cho độ ẩm gỗ cũng như là trong ngành vật liệu xây dựng. Như chúng ta đo được có độ ẩm như thạch cao này, đo độ ẩm tường này, đó, vật liệu xi măng các thứ này, chúng ta có thể áp dụng với sản phẩm này. Sản phẩm sử dụng cái phương pháp đo điện dung với một cái bao da, chúng ta có thể xách đi hiện trường này, độ ẩm này trong các ngành xây dựng các thứ đều được áp dụng này. Đây, model là MC160SA. Với 200 loại gỗ này, các thứ này rất là nhiều. Thì cái sản phẩm này mình nói sơ qua một cái tính năng kỹ thuật của nó là sản phẩm được đo bằng phương pháp cảm ứng điện dung này, không phá hủy mẫu với chiều sâu cảm ứng sâu này và bên trong của gỗ lên đến 50 mm, và thang đo tỉ trọng đo độ đo cái gỗ rộng á, từ 200 đến 1000 kg trên mét số mét khối, tương ứng với lại 0,2 và 1,10 gram trên cm khối, tương ứng với lại 230 loại gỗ. Còn cái thang đo độ ẩm á, là từ 0 đến 80%. Cái thang đo độ ẩm của vật liệu á, là từ 0 đến 16%. Các cái vật liệu như mình nói là như gạch này, tường này, ngói, bê tông này, chát vữa này, tấm Etonite này, lát sàn này, cát này, hoặc là gạch nung, hoặc là thạch cao này, cho các cái công trình xây dựng của chúng ta đều áp dụng được đo được cái độ ẩm trên cái sản phẩm này. Đó, độ phân giải là 0,1%, độ chính xác là 1%. Cái đầu cảm ứng này là vật liệu nó được thiết kế bằng thép không gỉ. Chức năng có chức năng như là tự động tắt nguồn này, chức năng cài đặt được cảnh báo độ ẩm cao này bằng âm thanh này, báo pin yếu, cũng như là màn hình hiển thị bằng LCD trắng sáng. Đó. Thì chúng ta chỉ cần kích hoạt nguồn này thôi, mà nguồn lên và có thể chọn lựa các cái phương pháp đo này, menu là từ F1 đến F2, F4. Thì nó đều ghi rõ trong này, F1 là gì, F2 là gì, F4 là gì, đó thì các phần trăm. Thì chúng nếu các vị và các bạn mua cái sản phẩm này, chúng tôi có thể hướng dẫn trực tiếp đến quý vị và các bạn sử dụng đo các phương pháp. Chúng ta có thể chọn được cái mốt, các cái tỷ trọng của gỗ hoặc là các cái thành phần như ví dụ này là chọn các cái chương trình đo này, báo động các thứ này, thì máy này đều đã áp dụng nó hết, nó đều mô phỏng trên cái này. Thì sản phẩm này đã được đánh giá cao về cái chất lượng sử dụng này, cái công năng của nó mang lại và độ chính xác của nó thì tuyệt vời, của Đức, sản xuất rất tốt. Giá thành thì cũng vừa phải, ngang bằng với cái sản phẩm của Đài Loan. Nếu quý vị và các bạn đầu tư thì mình nghĩ là nên đầu tư cái sản phẩm của Đức này, nó sẽ tốt hơn nhiều với cái hiệu quả cao về cái sản phẩm. Chúng tôi tư vấn và báo giá trực tiếp đến quý vị và các bạn qua website khangkien.com.vn hoặc là liên hệ hotline 0936 620757 của chúng tôi, hỗ trợ nhắn tin Zalo, Viber 24/24 cũng như là Facebook khangkien.com.vn hoặc là channel YouTube là Thiết bị Thí nghiệm. Chúng tôi có những cái bài đánh giá hoặc là hướng dẫn sử dụng về cái sản phẩm này thì quý vị và các bạn có thể tham khảo. Nếu quý vị và các bạn thấy cái video này hay, vui lòng like và share hoặc đăng ký cái channel của chúng tôi, Thiết bị Thí nghiệm. Rồi, xin cảm ơn.